Chứng kiến trận thua đậm 0-6 của đội tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc, tỷ số thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, không khó để nhận ra trình độ thực sự của bóng đá Việt Nam hiện giờ. Huấn luyện viên Park từng nói rằng thứ bóng đá mà người Việt yêu thích là những chiến thắng. Nhưng chúng ta yếu thì vấn đề là làm sao để chiến thắng. Và câu trả lời đã được ông Park khẳng định là triết lý phòng ngự phản công. Thế nhưng, sau khi đạt được một số thành tích nhất định, có vẻ nhiều người đã quên mất bóng đá Việt ở đâu. Thậm chí không ít người tưởng chúng ta đã lớn rồi nên có thể mạnh dạn thay đổi sang lối đá tấn công, kiểm soát. Đó lại chính là những gì đang diễn ra dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Thú thực, nhìn cách đội tuyển Việt Nam đá với Hàn Quốc, tôi không thể giấu giếm được sự chán nản của mình. Các cầu thủ của chúng ta thậm chí còn không lên được bóng qua giữa sân, cầu thủ ở trên nhận bóng cũng toàn phải truyền về, vì mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra là cố giữ quả bóng lâu nhất có thể. Công cùn, nhưng đến khi mất bóng, các cầu thủ hàng phòng ngự cũng không thể làm tốt nhiệm vụ của mình và để thủng lưới liên tiếp. Truyền thông trong khu vực từng nhận xét rằng huấn luyện viên Chu Xie đã đập vỡ lối chơi sở trường và tinh thần chiến binh rồng vàng thứ mà chúng ta đã kỳ công xây dựng từ năm 2018. Giờ đây, lối đá của đội tuyển Việt Nam chỉ là một sự nhạt nhẽo, đơn điệu và dễ bị bắt bài. Việt Nam không thể đá phòng ngự mãi như thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặt khác, việc tấn công khi thể lực yếu có thể khiến tỷ lệ chấn thương cũng vì thế mà tăng vọt. Hệ lụy của điều này là các câu lạc bộ sẽ không còn muốn nhà cầu thủ cho đội tuyển nữa. Vậy lợi ích đem lại là gì? Vòng lặp thất bại, chán nản, chấn thương sẽ đeo bám bóng đá Việt đến chừng nào?